Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel AnAMA. Hôm nay kế bên mình đây đang là chiếc Yamaha NVS125 phiên bản ABS. Đây là chiếc NVS đầu tiên ở Việt Nam gắn Shadow VKS Full System, tức là gồm cái cổ bô 2 phút và cái lon oval K2 này. Cả hai đều là VKS. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái Shadow VKS Full System nó sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến là cái cổ bô. Cổ bô mã là K150, tức là cái cổ dành cho xe zin, xe đi hàng ngày, xe thông dụng á. Thông số của nó sẽ là 26 đường kính ngoài ở tại vị trí vỏ đầu đi ra, và vị trí bắt bô là 51. 51 là một cái size rất là thông dụng, thích hợp cho nhiều lon bô hiện nay. Đường kính ngoài 26 thì đường kính trong sẽ là 24.5, trừ đi 1.5mm sẽ ra đường kính trong. Đó là cổ K150. Còn ở đây, trên tay mình đây đang là cái cổ K200, có cái size lớn hơn, dành cho xe độ trái lớn 62 cũng có thể đi được. Thì đường kính ngoài của cái cổ K200 này là 28mm, trừ đi 1.5, ở trong sẽ còn 26.5. Và ở đây vẫn là 51 rất là thông dụng. Chất liệu cổ bô này là 100% là inox 304. Còn đây là cái lon oval K2 Matic. Matic tức là dành cho xe tay ga. Cái lon này cũng có cho những cái dòng xe khác như là Sergio Sonic luôn. Thì cái lon đó nó sẽ ghi là K2 chứ không có là K2 Matic như cái lon này. Điểm khác biệt là cái đường kính lưới trong nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính lưới trong của cái lon Matic này là 40mm, còn những cái lon thông dụng là 50mm. Về bề ngoài thì nó sẽ y chang, chỉ đường kính trong nó sẽ nhỏ hơn thôi. Chiều dài 25cm. 25cm là từ điểm này cho tới điểm này, tức là cái vùng inox thẳng này á. Ở đây là 51. Về cái bát bô của cái lon này thì bát bô là cũng là inox 304. Nó có cái miếng cao su màu hồng như thế này, rất là chắc chắn, gắn vào rất là chắc chắn. Lắc cái bô không nhúc nhích mà nhúc nhích cái xe luôn. Bây giờ mình sẽ nói về cái thế bô, tức là cái đường đi của cái cổ và cái vị trí của cái lon bô. Thì cái cổ này được thiết kế chuẩn theo cái xe này luôn, tức là không có chế bất kỳ cái gì hết. Đường đi nó sẽ đi sát dưới gầm, không đụng vô chân trống, không đụng vô gấp và không đụng vô phần lốc dưới đây, rất là sát cái xe. Và khi gắn cái ốp này, cái ốp các nước này vào cũng sẽ không đụng luôn. Còn vị trí lon thì mình đánh giá là nó gần giống như cái lon zin, tức là nó nằm ở giữa hai cái hàng ốc này, hàng ốc dưới và hàng ốc trên. Nó đi xéo lên, cái góc này mình xéo gần 45 độ. Gần 45 độ nếu mà không có cái miệng cục như thế này thì chắc chắn hơi nó sẽ phà vô người phía sau, nhưng mà cái lon này nó lại, cái phần này nó lại ngang thì chắc chắn là không ảnh hưởng vô người phía sau. Còn về âm thanh, bây giờ mình sẽ dựng chân chống đứng lên và vặn ga tại chỗ ở chế độ Ranty, và ở những cái khoảng ga lớn xem âm thanh nó sẽ như thế nào. Mình test ở hai chế độ, thứ nhất là không gắn tiêu, tức là cái miệng bô ở đây không có gì hết, cổ suông ở đây cũng không có cái tổ ong gì hết luôn nha. Còn chế độ thứ hai mình sẽ gắn cái tiêu tiện này vô, tiêu tiện hình phễu nón lá. Đường kính của cái lỗ này là 23mm, thích hợp cho cái xe zin. Nó sẽ gắn vô như thế này.
thôi. Mình đánh giá rất là cao cái Sebo này, Sebo duy nhất trên thị trường dành cho chiếc NVX. Nó rất là ok về cái thế cũ và cái thế bô, ok về cái độ hoàn thiện, về âm thanh và tất nhiên là nó có hiệu năng nữa. Chúc các bạn sẽ tìm được một cái Sebo ưng ý dành cho chiếc xe thân yêu của mình. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của mình nha.